Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2008. Tôi triển khai kỳ này là kỳ thứ 18. Tôi xin truyền đạt đến chư Phật tử gần xa về cái bài mà chúng ta sắp nghiên cứu. Đây là vẫn tiếp tục nghiên cứu học tập về chữ pháp ở trong đạo Phật. Thì tôi nhắc lại là có khi tôi nhắc lại nhiều lần là tại vì nó có cái ý là không phải là Phật tử nào cũng nghe liên tục một loạt một hơi từ đầu tới cuối. Do vậy mà có khi rồi tôi phải nhắc lại lần trước lần sau để cho những vị mà không có thời giờ nghe liên tục đó là được nghe buổi nào cũng đều có thể nắm được cái nội dung để mà nhận xét dễ hiểu hơn. Thành ra tôi có nhắc lại. Tôi có nhắc đi nhắc lại đó là có dụng ý cho những người tình cờ mới nghe một lần nào đó cũng vẫn nắm được cái đầu đuôi, cái nội dung đại khái. Thế thì là hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái chữ pháp. Chữ pháp nó rộng mênh mông vậy đó, nhưng mà chưa phải hết được đâu. Tuy nhiên là những cái buổi mà tôi đã triển khai vừa qua thì các vị cũng nắm được trên cái sự tu học của chúng ta, ta phải nắm vững cái pháp của Phật. Thì nó có một phần nó thuộc về pháp, nhưng mà pháp phía bên vật chất ở trong ngũ uẩn. Có một phần cũng là pháp, mà pháp phía bên tâm, bên tinh thần, ở trong ngũ uẩn. Thế thì do vậy mà trong khi Phật dạy đó là quán người thiền giả, người đệ tử Phật mà tu theo đạo Phật, tức là phải tu thiền, thì phải quán chiếu tư duy có hai mặt, hoặc là có lúc quán chiếu tư duy về bên vật chất, bên sắc ấm, có lúc phải quán chiếu tư duy về bên tinh thần, bên thức ấm. Tôi hy vọng rằng các Phật tử gần xa nắm được cái ý tứ đó. Và nắm được ý tứ đó thì các vị cũng nắm được trong cái nguồn giáo lý của đạo Phật, là xác định rõ ràng có thân và có tâm. Thân và tâm nương gá hòa hợp tác động nhau thành hình thành ra một con người, là một thành phần động vật cao cấp trong các cái loài động vật, là con người có thân và có tâm. Mà tâm là nó biểu hiện qua hữu tác dụng, qua cái tác dụng, qua cái sở tri, qua cái sự thọ dụng, qua ba cái ý đó mà biết rằng con người có tâm. Mà nắm vững cái đó, mà nhớ một điều là cái tâm cũng như thân, khi mà cái thân ngũ uẩn này mà nó tan rã rồi thì quẩn nào nó trả về cho quẩn đấy. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó. Sắc, quẩn và phần vật chất, thì vật chất nó tan rã, khi nó chết đi rồi, nó tan rã, nó trả về cho vật chất. Cũng như có những bài nhạc mà ta gọi là cái thân này là cát bụi nào mà thành ra cái thân tôi.
Thì bây giờ đây tôi chết rồi tôi cũng trả về cho cát bụi. Thế thì cái phần mà sắc quẩn, phần vật chất nó là cát bụi. Mà cát bụi đó nó là cái phần tinh hoa của đất, của nước, của gió, của lửa, của không khí, của cỏ, cây, hoa, lá, rau, đậu, mè, bắp, vân vân. Nó góp lại những cái cát bụi đó, nó thành ra cái cát bụi là thân con người, là cái thân vật chất. Thì cái phần sắc ấm cát bụi trả về cho cát bụi, vật chất trả về cho vật chất. Mà trả về thì trả về nghĩa là vô tận, không có biết ở đâu, trả về cái chỗ nào, không biết được. Bởi vì giảng pháp cái tánh của nó là không có gì. Thì khi mình nó hòa hợp lại, nó hình thành ra một cái thân, gọi là cái thân sắc quẩn. Thì khi nó trả về thì cứ trả về cũng không tìm ra được. Nó trả về đâu, nó là cái gì? Đó là cái chân lý duyên sinh của Đạo Phật mà người đệ tử Phật học thấy. Phải thiền định đó mới thấy được cái đó. Bởi vì nó như quyển thì nó giống như là cái ráng mây của mặt trời mà. Nó nhiều màu, nó hợp lại thành cái ráng buổi sáng, ráng buổi chiều. Nhưng mà trả về thì đố ai mà tìm được nó là cái gì. Nhớ cái đó để mà thấy rằng là sắc quẩn là không có gì. Các bụi trả về các bụi, nhân duyên trả về cho nhân duyên, mà nhân duyên trùng trùng vô tận, cho nên không có tìm cái gì là cái bản chất của sắc quẩn. Thế thì thọ tưởng hành nó thuộc về thức, thuộc về cái phe bên thức, bên thức bên tâm, nó cũng y như vậy. Khi phần ngủ ấm tan rã thì thọ cũng trả về, tưởng hành thức cũng trả về. Do vậy mà tôi muốn thông tin với các vị, những người đệ tử Phật của chúng ta, trong đó có tôi chứ không phải là tôi nói với người cho người khác. Chúng ta phải ý thức cho rõ, chúng ta phải tư duy thiền định thấy cho rõ rằng là khi mà con người của chúng ta sống trong mấy mươi năm trên cõi trần ai này, cái ngày ta gọi là ta chết, chết thì nó chết cho rồi, chứ đừng nói tịch thì gì trận, đừng nói viên tịch viên tiết gì hết, cứ nó chết cho rồi đi. Còn cái lời kia chẳng qua là tôn trọng cung kính, nhưng mà cái sự chết đó nó có đáng gì cho tôn trọng cung kính như vậy hay không? Không cần thiết. Mình cứ nói chết cho rồi. Cái ngày chết đó là chúng ta không còn một cái gì hết. Quẩn nào nó trả về cho quẩn nấy, nó không còn một cái gọi là linh hồn. Cũng không còn có một cái gọi là cái giác linh độc lập nào đó để đi đâu hết á, để đi về cõi nào hết á. Cái đó là cái khó nghe nhất trong cuộc đời của tôi diễn giảng thuyết trình về Đạo Phật. Tôi cho rằng cái điều đó là điều khó nhất của cuộc đời tôi khi nói ra. Bởi vì không biết bao nhiêu người khó nhận cái đó, khó nghe cái đó, khó nhận cái đó, khó hiểu cái đó, và càng khó hành. Bởi vì cái tập quán lâu đời rồi, người ta nghĩ rằng chết rồi còn một cái đó gọi là vong hồn, cái đó gọi là giác linh, gọi là hương linh. Thì cái đó là 8 tỷ tư người trên thế giới gần như bị ảnh hưởng cái đó hết ráo. Chỉ có giáo lý của Đạo Phật, giáo lý Đạo Phật chỉ rõ là quẩn nào trả về cho quẩn này. Không có quẩn nào còn một cái gì lưu lại độc lập như người ta tưởng. Tôi đang nói với các vị về ngũ quẩn. Nếu tôi nói các vị về các cái bộ kinh khác, người ta gọi là tứ đại hay là ngũ đại. Và như kinh Lăng Nghiêm cụ thể là các vị nào có nghe đấy, kinh Lăng Nghiêm còn nói tới thất đại cơ,
tức là địa, thủy, hỏa, thông, không, kiến, thức. Thì Kinh Lăng Nghiêm tuy là nói ra nó thành bảy, chứ nó cũng giống như năm vậy. Ngũ quẩn thì cái quẩn đầu là sắc, sắc quẩn thuộc về phần vật chất. Còn thức quẩn là cái thứ năm, là phần tâm, thọ tưởng hành thức, thuộc về cái phe tâm, thuộc về phe thức. Còn Kinh Lăng Nghiêm thì chia sẻ là nhuyễn hơn. Thì cái phần sắc quẩn là nó gồm trong là địa, thủy, hỏa, thông, bốn món. Còn không, kiến, thức thì phần tâm nó, người ta để trong đó. Kinh Lăng Nghiêm thì chỉ ra nó có ba thành phần hợp lại thuộc về bên phía tâm. Cái đó chỉ có tác dụng, chỉ có hiện sở tri, hiện thọ dụng và hữu tác dụng mà biết có nó. Thế thì Kinh Lăng Nghiêm ta triển khai ra làm bảy đại. Nhưng mà các vị nào có nghe Kinh Lăng Nghiêm, có học Kinh Thủ Lăng Nghiêm, các vị thấy là Đức Phật vận dụng hết sức ngôn từ để chia, để hướng dẫn ông A Nan rằng là đại nào, hãy tưởng tượng đại nào trả về cho đại nấy. Nó trả về. Đức Phật dùng cái chữ trả về để cho chúng ta thấy rõ rằng địa đại nó trả về cho địa đại. Cái thân này do các bụi, do vật chất hợp lại, do các bụi của vật chất hợp lại thành ra cái sắc quẩn. Thì bây giờ khi cái ngày mà chúng ta chết đó, thì nó trả về cho vật chất, cho sắc quẩn. Mà trả về cho vật chất, cho sắc quẩn đó thì trả, mà trả nhuyễn ra rồi thì cái hộp bụi nó cũng còn là hộp bụi nữa mà. Cái hộp bụi nó cũng là do bao nhiêu cái gì, phân tử gì đó, nó gặp lại nó thành hạt bụi, chứ bản thân hạt bụi cũng không có là hạt bụi. Dù là hạt bụi của cộng rau muống, dù là hạt bụi đó là của con tép con tôm, dù là hạt bụi đó của miếng tàu hũ, thêm ra cũng không có hạt bụi đó. Trùng trùng nhân duyên nương giá hòa hợp mà thành ra cái hạt bụi gì đó, và bao nhiêu trùng trùng vô tận hạt bụi gom lại nó thành ra một cái thân sắc quẩn, thân con người. Thế vì là có thể trả về cho nó, khi chết rồi nó tự trả về. Thế thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng trả về như vậy. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại cũng trả về đâu trả về đó. Không đại, kiến đại và thức đại cũng trả đâu trả về đó. Thì làm sao có một cái còn được? Làm gì trong bãi đại đâu trả về đó hết, mà còn có cái linh hồn, cái giác linh, hay là cái thần thức, cái vong hồn. Theo giáo lý Phật này, tự nó trả về, bãi đại trả về hết. Bởi vì giảng pháp là giải không, giảng pháp là duyên sanh như quyển, mà quyển thì là một đại quyển, bốn đại cũng quyển, bảy đại cũng quyển, mà quyển thì đâu trả về cho đó, thì còn có cái gì nữa để mà mình tin tưởng cái kiểu giống như mình tin từ lâu nay. Tại cái mình tin từ lâu nay đó, như bữa trước tôi có nói đó, ông Khổng Tử ông bày ra cái đạo Khổng mà. Cái đạo Khổng Tử bày là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Ông Khổng Tử bày ra cái lối đó. Thờ lúc chết cũng giống như mình tôn trọng, mình cung kính, mình dâng thờ cha mẹ ông bà lúc sống. Đó là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thờ lúc mất cũng như lúc còn. Đó là người con có hiếu. Đó là cái hiếu, đó là cái hiếu của ông Khổng Tử định định ra, chế định ra.
Cho nên nếu người nào người ta theo đạo Công Tử thì người ta tin theo cái đó thì không có gì sai trái, không có gì tội lỗi, cũng không có gì xấu xa. Thờ lúc sống, lúc chết cũng như lúc sống, thờ lúc mất cũng như lúc còn. Họ sống là cha mẹ ăn cơm để sống, thì khi chết rồi thì cha mẹ ông bà cũng phải bằng cơm bằng đồ ăn để cho cha mẹ ông bà sống. Cho nên là phải thờ giống như là thờ lúc chết giống như lúc sống, lúc mất như lúc còn, đó là người con thảo là đúng. Nhưng mà thật sự như vậy có gọi là con thảo như vậy là đúng chưa? Đó là vấn đề hỏi lại ông Khổng Tử à. Người con thảo thờ như vậy, thờ cúng mà còn tin tưởng rằng có một cái linh hồn như vậy để gọi là người con hiếu, xin thưa ông Khổng Tử rằng ông còn kẻ hở rất lớn. Ông bày đặt ra mà ông còn cái kẻ hở rất lớn. Mà ông bày ra cái một cái điều mà làm cho mất đi cái chân lý thật sự của cuộc đời, của vũ trụ nhân sinh. Cái kẻ hở của ông đó là nếu như thờ lúc chết như thờ lúc còn, thờ lúc sống cũng như thờ lúc chết. Thế thì đáng lẽ là mỗi ngày phải nấu cúng đều đều như chứ. Nhưng mà ông bắt người ta, ông dạy người ta thờ đâu có 49 ngày vậy đó. Những có người giả đò hiếu lắm đó thì cúng được, hình như không có ai cúng tới 3 tháng đâu. Không có, đã để là cúng 49 ngày, mỗi ngày mỗi nấu. Mỗi ngày mỗi nấu cúng. Mà cúng bằng cái kiểu là ba chén cơm, cái chén ở giữa đó thì có đũa đủ 2 chiếc, còn 2 chén hai bên là 1 chiếc. Cắt dĩa rằng là con người chết rồi nó có 2 cái thằng kem, 2 con gì đó, tùy theo Khổng Tử chứ tôi cũng không biết. Có 2 thằng kem mà 2 con kem gì đó thì cái đó hỏi Khổng Tử. Nó giành giật với cái vong linh đó nó ăn. Nó dành cho cái vong hồn của nó ăn. Cho nên là phải để cho cái người vong hồn đó thì được cái đôi đũa nguyên để gấp đồ ăn mới tranh thủ mới lại, mới dành giật mới lại cái bọn kia. Cái bọn kia là cái bọn ăn ké. Nó uy hiếp, nó giật rồi ăn. Mà nếu mà nó đủ đôi đũa rồi thì nó ăn rồi là cái vong ăn không kịp. Không đủ để mà ăn. Cho nên là để cho cái bọn kem nó có một chiếc rồi nó khều vậy đó. Còn cái dông là mình 2 chiếc thì mình gấp rồi mình ăn ngấu ăn nghiến cho nó nhanh, chứ không là 2 cái đứa kem quỷ này nó giật ra ăn đi. Cho vậy mà Khổng Tử ai đó tôi, Khổng Tử nói thế nào thì nói đúng ra thì do cái tập quán rồi tin tưởng người ta đặt ra. Chứ hình như người Khổng Tử muốn bài vậy chi là cúng như vậy để đặng mình ăn cái dông hồn ăn nhiều, ăn mau, ăn đủ. Còn kem mình nó có chiếc nó khều vậy đó. Để cho cái dông nó. Thế thì nếu mà thờ như vậy là phải thờ luôn vĩnh viễn chứ. Chứ là tại sao lại là có 49 ngày chẳng hạn. Rồi sau đó là 1 năm mới cho ăn có 1 lần. Vậy thì sao gọi là con hiếu được, thưa Khổng Tử? 1 năm cho ăn có 1 lần. Đã để là 365 ngày đi. Mình nói ngày chẳng vậy đi. Cho ăn có 1 lần gọi là ngày giỗ. Gọi là con hiếu. Mà con hiếu cho cha mẹ ông bà ăn có 1 lần. Xin thưa với Khổng Tử, hiếu như vậy là đủ. Đủ hiếu chưa? Cho nên cái người mà theo đạo Khổng thật sự, người ta theo cái lời dạy của đạo Khổng, người ta thờ ông bà cha mẹ cũng có cái lý của người ta, không sao hết. Sự tử như sự sanh, sự vong sự tồn, hiếu chi chí giả, không sao hết. Vấn đề là nó có trúng cái chân lý hay không. Và cái hiếu như vậy có phải là thật sự hiếu hay chưa, thì cái đó để mọi người tự giải quyết, tự nhận thức. Chứ cái chỗ đó là cái chỗ mà khó nói đối với cái hiểu biết, cái nhận thức của tôi học Phật,
Tôi thấy chỗ đó là chỗ khó nói. Nói nó đụng chạm, nó mất mát tình cảm quá sức đông người, mà nhất là người Á Đông. Những người mà như người Việt Nam ta, nó tiếp cận với cái văn hóa của Trung Quốc bao nhiêu nghìn năm theo cái học thuyết của Khổng Tử. Nói tới đó là đụng tới cái tình cảm, cái tâm tư của người ta, cho nên hết sức là khó nói. Mà trong cái giới mình làm thầy chùa là chỉ có tôi là liều mạng mà dám nói chuyện đó thôi. Liều mạng không cần cái gì hết, không cần cái tình cảm, không sợ mất tình cảm với nhiều người, chỉ vì cái lý tưởng nói lên sự thật đối với cái học, cái hiểu về đạo Phật của mình. Thành ra theo cái học hiểu của đạo Phật của tôi đó thì mình không có cúng bằng cái vong hồn, không có thờ cha mẹ bằng cái vong hồn để trên bàn thờ, và cũng không cần phải cúng cái vong hồn 49 ngày hay là 3 tháng hay là giáp năm hay là giỗ mỗi năm. Cái đó là cái khó nói gì luôn. Vậy thì cây có cội, nước có nguồn, vậy thì nói như tôi nói vậy thì đạo Phật là bỏ mất đi cái nguồn cội của con người sao? Xin thưa rằng không phải vậy, không phải vậy. Người ta tôn trọng kính quý ông bà cha mẹ, dòng dõi tông phong của chúng ta, thì chúng ta phải sống theo cái đạo đức đó, cái tánh hạnh đó, cái truyền thống của ông bà cha mẹ ta. Ông bà cha mẹ ta là người hiền, là người lành, là người tốt, người mà làm lợi ích cho nhân quần xã hội. Bây giờ ta cũng sống theo cái truyền thống là người lành, là người tốt, là người hiền, là người giúp đỡ cho nhân quần xã hội. Làm được như vậy, đó là ta tôn trọng, kính quý, thờ phượng bằng cái cách đó là thiết thực, lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội. Chứ còn mình đặt cái niềm tin mà tin không có chân lý, mình tin bằng nghĩa là để cho ông bà cha mẹ qua, khi ông bà cha mẹ qua đời rồi mình mướn mấy ông thầy cúng hồi đó, hồi xưa gọi là bà la môn, rồi bây giờ mình gọi là các sư các thầy làm đám để cúng đó, để mà cúng để gọi là trả hiếu đó, thì cái đó theo đạo Phật đó thì không có chân lý. Các thầy không có cầu nguyện gì được hết á. Nếu ông bà cha mẹ mình mà sống một đời sống bất nhân ác đức, thuộc về cái loại ác ôn, tội lỗi tràn ngập, thì ngay cái lúc ông bà cha mẹ của chúng ta sống đã đau khổ rồi, thì cái nghiệp thiện ác cái dư báo nó còn lại, nó duyên khởi hình thành một cái thân khác, cũng theo con đường đó mà nó tái sinh, nó phục hiện. Thế thì cái đó là do cái nghiệp thiện hay bất thiện của người quá cố. Còn cái người mà còn sống trên này là thầy đám hay thầy cúng hay thầy gì đó, ai đó lãnh cái chú nguyện, cái cầu an hay cầu siêu hay là cầu hòa bình gì, cầu siêu thoát gì đó, đều không có khả năng làm được. Giáo lý của đạo Phật dạy như thế. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai làm lành thì sẽ có cái thọ dụng, cái sự đền trả lại là lành. Ai bất nhân thất đức, lưu manh xảo trá thì được cái sự đền trả lại điều xấu đó. Giống như cái thân hình hay nó ngay thì cái bóng nó thẳng, mà cái hình mà nó cong thì cái bóng nó quẹo. Chứ người khác không có giúp đỡ gì được hết. Thầy đám, thầy cúng, bà la môn, cái gì đó, tên gì cũng vậy, không có giúp được cho cái người chết, cho cái linh hồn. Mà đạo Phật thì không nói linh hồn. Ngũ quẩn trả về cho ngũ quẩn thất đại, trả về cho thất đại. Cái đó, cái khó nghe lắm. Cho nên là người đệ tử Phật muốn trả hiếu,
cho ông bà cha mẹ, thì bản thân của mình, bản thân của mình phải giữ gìn cái thân thể của mình, rồi mình sống theo cái đạo hạnh của cha, của mẹ, của ông bà tiên tổ mình, là người tốt, là người lành, là người hiền. Bây giờ mình cũng sống y như vậy. Thế thì Khổng Tử cũng có dạy, cũng có dạy, cũng có hay lắm. Khổng Tử không phải là dạy không hay, nhưng mà mình cắt, có khi mình cắt sáng những cái dở và mình lấy, còn cái hay lại mình lại quên đi. Chứ ông Khổng Tử không phải là cái nào cũng là ông dạy tật hết, có cái tật hết cũng có, nhưng mà có những cái trúng hay, hay rất hay trong cuộc sống của con người cũng có. Ví dụ như cũng trong trong sách vở của đạo Khổng có dạy rằng lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi chung giả. Mình là một con người của cha mẹ mình, của ông, là một một đứa cháu của ông bà mình, mình phải lập thân, mình phải lập thân, mình phải hành đạo, lập thân mình cho tốt, thân khẩu ý mình cho tốt, giống như đạo Phật dạy vậy, thân khẩu ý mình cho tốt để cho đủ tư cách một con người mà được mọi người trên xã hội quý trọng. Mình làm những cái đạo đức là mình là người, là tất cả nhân quần xã hội, gọi là lập thân hành đạo, thì được, sẽ được mọi người tôn trọng kính quý, gần thương xa mến, tôi gọi là dương danh ư hậu thế. Là một người con muốn trả hiếu cha mẹ phải lập thân, phải hành đạo, để cho cái tên tuổi của mình nó rạng rỡ trong lúc hiện tại cũng như lúc tương lai, gọi là dương danh ư hậu thế. Đó là cái cách dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi thị giả, để rạng cái danh cha mẹ. Người ta nói tới tên con, người ta nhớ tới cái người con đó là con của ai. Đó là rạng rỡ cái tên tuổi cha mẹ, cái dòng dõi, cái tông phong của mình. Đó là cái cách và trả ơn cha mẹ đó. Thế thì là có nhiều cách hiếu, chứ đâu có phải là mình mê tín gì đó. Nguyễn Ngọc Quang Đường là hiếu. Cha mẹ chết rồi nên mua vàng mã đem đốt với cho cha mẹ xài. Hiếu đó không, không có hiếu đó là không có trí tuệ. Làm nhà lầu bằng giấy, bằng tre vậy đem đốt cho cha mẹ xài, rồi làm xe hơi, xe gắn máy, xe xích lô, đốt cái giấy cho chồng, cho con, cho cha mẹ chết để xài. Cái đó không phải. Hiếu như vậy là cái đó là vô minh. Đạo Phật gọi là vô minh, là không có trí tuệ, là không có sản xuất, gọi đó là mê tín dị đoan, nguyễn hoặc quan đường. Đạo Phật không khuyến khích cái đó. Các vị thử hỏi tôi, cái này là tôi nói nhiều lần lắm, mà bởi vì tôi được quyền nói nhiều lần là tại vì cái điều mà tôi nói không phải là cho một người nghe hoài, mà là tình cờ có người nào đó bắt gặp nghe một lần, lâu lắm có người khác bắt gặp nghe một lần, cho nên tôi có thể nhắc điều đó mà không gọi là tôi nói dai, nói dài, nói dở, nói dại dột gì hết á. Là tại vì là cái điều mà tôi nói không phải là ai cũng nghe, và càng không phải là nghe liên tục được. Cho nên tôi nói cái ví dụ như là cái vấn đề tiền mà tiền giấy vàng mã đó, các vị là làm cái nhà các vị đốt được, nhưng mà các vị đốt nhà mà các vị không có đốt đất, các vị có mua đất, có làm bằng khoáng đất các vị đốt không? Nếu các vị không có làm bằng khoáng đất, không có mua đất để đốt đất đi cho thân nhân mình đó, thì cái nhà đó là đốt xuống, gọi là xuống hay lên gì đó, rồi cái nhà nó cất ở đâu, dựng ở đâu? Tại sao các vị không nhớ cái đó? Không có ai mà nghĩa là đốt bằng khoáng đất và mua đất hết á. Vậy thì đốt cái nhà gọi là nhà tân, nhà trệt, nhà nghèo làm nhà trệt, còn có những nhà giàu đời nay ta làm cái nhà 2 tầng 3 tầng, rồi làm đủ, trong đó có hình nhân hình nộm, trong có đàn bà, nó người nấu cơm, rồi có tivi mà không có cộng điện nào hết trơn, không có cái chỗ, không có điện gì hết trơn.
rồi xe gắn máy, rồi xe hơi, rồi hình nộm con người trong đó mà không có tâm can tỳ phế thận gì hết, không có ngũ tạng lục phủ gì hết, rồi đưa xuống dưới rồi ông bà cha mẹ làm sao mà sai mà bảo được cái gì. Vậy mà chúng ta có những người trả hiếu ông bà cha mẹ bằng cái kiểu đó. Cánh nhà ở đâu? Đem ra chở tới dựng ở đâu là đều là cảnh sát bắt tới đó. Thế thì tự hại ông bà cha mẹ rồi. Rồi còn chất một đống tiền bạc đô la Mỹ, đô la Úc, đô la tiền Euro, tiền đồng Việt Nam đốt vô cả đống vậy đó. Đốt vô mấy triệu bạc Việt Nam vậy đó. Thay vì người ta cái tiền đó là để ta xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ xã hội nhờ cậy biết bao nhiêu, đem đốt bao nhiêu triệu bạc. Mà cái thứ tiền đó đó là trên thế giới dầu người ta không có in trong tờ bạc hay không in trong tờ bạc cũng phải bị chịu hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia của nước đó phát ra. Bất cứ nước nào, hồi xưa đó thì tiền đồng Việt Nam ở miền Nam nó có câu đó: hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Tiền đồng của Việt Nam bây giờ không có in, tiền Mỹ cũng không có in câu đó. Nhưng mà là nước nào mà ai mà in tiền lậu đều là phải bị hình luật phạt khổ sai, phạt nặng nề. Thế thì mình mua cái ba cái đồng tiền đồng mà của người ta mạo nhận như vậy, người ta in không có bảo chứng. Bởi vì cái đồng tiền mà xài nó có giá trị là tại vì là trong cái nước đó của chính phủ đó người ta có cái tài nguyên, nó thế cho cái đồng tiền đó nó đại diện cho cái hàng hóa, cái vật chất ở trong nước đó. Chứ đâu phải ai muốn in nhiều in. Hàng hóa vật chất của cải trong nước đó nó có 1 triệu tỷ thì được quyền in ra cái giá trị 1 triệu tỷ hoặc 1.000 tỷ hay là bao nhiêu đó tùy theo cái đất nước. Như nước Hoa Kỳ hàng hóa tài nguyên của họ giàu quá, các cái nước cường quốc đó, họ nhiều thì tài nguyên với hàng hóa của họ nhiều, họ được quyền in nhiều, đồng tiền họ có giá trị. Còn đất nước của mình mà cái tài nguyên cỡ nào thì mình được quyền in cỡ nào đó, cái giá trị nó ngàn đó, chứ đâu phải muốn in nhiều in. Trong khi đó là cái thứ tiền giả là hoàn toàn không có tài nguyên, không có hàng hóa bảo chứng, bảo hành gì ráo. Mình đem mình đốt cho ông bà cha mẹ thân nhân của mình thì làm sao mà khỏi ở tù khổ sai được. Vậy mà chúng ta làm được đấy. Chúng ta gọi là trả hiếu cho ông bà cha mẹ chúng ta bằng kiểu đó đó. Cho nên tôi nói này là nó đụng chạm rất nhiều. Ta khó nghe, khó hiểu, khó tin và khó làm. Nhưng mà người đệ tử Phật thì phải ráng mà nghe thử coi. Tôi không yêu cầu các vị nghe thiệt đâu, nghe thử đi. Nghe thử đi gọi là văn. Rồi bước thứ hai đó các vị thử suy nghĩ đi. Gọi là tư, văn như tư. Mà nếu các vị thử suy nghĩ mà thấy cái điều mà tôi nói như vậy là có lý thì các vị bỏ đốt vàng mã, các vị bỏ đốt cái nhà lầu, các vị bỏ làm xe hơi cho tía má cho ông bà, các vị bỏ những cái đồ này là vàng mã, cái đồ gọi là minh khí, tức là cái khí cụ ở trong cái cõi âm nào đó, bỏ đi đừng có làm cái đó. Thậm chí đừng thờ cũng không sao nữa, cái nhà chật quá không có thờ. Nhưng mà nói là nói vậy chứ còn cái phong tục đó, Việt Nam mình là phải làm cái bàn thờ. Bàn thờ xấu, bàn thờ tốt gì cũng phải có cái bàn thờ biểu trưng. Chỉ có cái điều là mình không tin tưởng rằng là có ông bà cha mẹ ngồi cho họ trên đó mỗi ngày để mình phải nấu ăn mình dân cúng. Chị đừng có tin cái đó, đừng tin có cái hồn, cái vong hồn nào ngồi trên đó hết á. Cả đó được rồi, chứ còn tượng trưng cái bàn thờ
để nhớ lại cửu quyền thất tổ hay là tổ tiên gì đó, không sao hết. Nhưng mà đặc biệt là không, phải nhớ rõ là không có vong hồn để ăn để hưởng gì đó, giúp đỡ cho cha mẹ giải thoát giác ngộ, được hưởng sự niết bàn, được hưởng sự sung sướng, được hưởng cái an lành của niết bàn, của cực lạc ngay trong lúc ông bà cha mẹ còn sống, gọi đó là lịch sử sang trang, gọi đó là trở đi một cái bàn tay, cái ra mặt, khổ ra sướng. Chứ không có đợi chết rồi mới cầu nguyện, mới nhờ mấy ông thầy cầu nguyện, cái đó không trúng. Đạo Phật không nói vậy được, pháp Phật không nói vậy được. Nên đó là cái chuyện của mình học á, ở trong Phật pháp nó rộng lắm, nó nhiều lắm. Từ từ mình nghe, rồi từ từ mình suy nghiệm. Cái chủ yếu là không có người đệ tử Phật, không hoang đường, không mê tín, không ảo tưởng về bên mặt hình thức, bên mặt vật chất cũng như bên mặt tinh thần, không có ảo tưởng, không có mê tín gì đâu, cái đó khó. Bây giờ có thể là để kết thúc cái bài hôm nay đó. Cái bài là pháp nghĩa là chi bẩm các sư, xưa nay chi pháp thật hay hư, thật có thật hư tùy theo con người. Có gì Phật dạy ly huyễn cảnh, cảnh pháp là hai hay là một thế nào? Đây, bây giờ vấn đề đây là đúc kết lại cái bữa hôm nay, tôi nhắc các Phật tử, pháp tức là cảnh đấy, pháp tức là cảnh, mà cảnh tức là pháp. Là vì tôi nói thí dụ như các vị nhìn thấy một hòn núi, nó mọc ở trong một cái không gian rừng rú bạc ngàn, trong đó có một hòn núi, hai hòn núi, ba hòn núi gì đó, trong một cái không gian rừng núi bạc ngàn, thế thì cái đó là cảnh chứ gì? Cảnh là vậy đó. Chúng ta đứng xa, chúng ta nhìn một gian cây, một cái gian cây xa trước mắt ta cách 2-3 cây số, dài nhìn mút con mắt một cái gian cây, và trong đó có bao nhiêu con hòn núi chập trùng cao thấp, thế thì cái đó gọi đó là cái cảnh. Hoặc là ta ra một con sông lớn mênh mông như Tiền Giang, Hậu Giang, hay là ở ngoài Bắc là có con sông Hồng, thí dụ vậy, sông Hồng nước nó chảy ghê gớm lắm, mùa nước chảy, nước lớn nó chảy dữ lắm. Thế thì là ta nhìn cái cảnh nước chảy cuồn cuộn đỏ ối của sông Hồng, rồi cái cảnh mà mênh mông bạc ngàn bản lãng là cù lao chập trùng của sông nước miền Tây, thế thì cái đó là cảnh đấy. Nhìn thấy như vậy tức là mình thấy cảnh rồi đó. Thế thì là trong cái đồi núi chập trùng của một gian cây xa thẳm đó tức là cảnh, thì trong đó cái đồi núi là một pháp, và trong cái dải rừng chập trùng, dải rừng mênh mông bạc ngàn đó, trong đó vô số thứ cây, mà núi là một pháp, cây là một pháp, mà vô số thứ cây là vô số gọi là pháp, bởi vì cây đó gọi là cây huỳnh đàn, nó là một pháp ở trong các cái loại cây. Rồi cây đó là cây gián hương, đó là cây giá tẩy, đó là cây dầu, đó là cây cây vông, cây ổi, cây mít, vân vân. Thế thì mỗi một cây là một pháp, mỗi một hình thức của cây, của trái, của bông khác nhau, đều là dạng pháp khác nhau. Trong đó có loài thượng cầm như các cái loài chim,
các loài chim khác nhau là vạn pháp khác nhau, các cái loài hạ thú, voi, ngựa, trâu, dê, thỏ, giếng, cho tới các con côn trùng nhỏ nhỏ, mỗi thứ cũng đều là một loài, một pháp khác nhau. Thế thì chỉ pháp là gì? Pháp tức là cảnh, mà cảnh cũng tức là pháp. À, pháp tức là cảnh, cảnh cũng tức là pháp. Nhớ như thế. Vậy thì có gì Phật dạy ly duyên cảnh? Đây là vấn đề. Cảnh tức là pháp, pháp tức là cảnh. Vậy thì mình là một động vật, một con người. Một con người, một động vật cao cấp là con người. Thì mình ở trước mắt mình, xung quanh mình, bao quanh mình đều là cảnh cả, đều là pháp cả. Vậy mà Phật dạy ly duyên cảnh là sao? Làm sao để ly được? Đó là vấn đề đấy. Làm sao ly được? Thế nào Phật dạy ly duyên cảnh, cảnh pháp là hai hay là một? Thế nào? Thế thì tôi xin đáp rằng cảnh tức là pháp, pháp tức là cảnh. Trong một cái cảnh mà mình thấy bao la thức bắt, trong đó có vô số thứ pháp, gọi là vạn pháp cũng được. Khi mà mình nhìn đảo qua một vòng trước mặt, phân nửa trước mặt thôi chứ đừng nói sau lưng, chứ sau lưng cũng vậy. Vòng một vòng tròn xoay mình và qua phân nửa trước mặt mình thấy là cảnh tất cả đấy. Cái gì phía trước mắt đều là cảnh, kể cả phía sau lưng cũng là cảnh. Thử xoay lưng trở mình trở ngược lại thì cái mà mình thấy hồi nãy ở phía trước bây giờ nó ra phía sau, cái mà phía sau của mình hồi nãy bây giờ nó ra phía trước. Thế thì dù là cái ở phía sau hay phía trước cũng đều gọi là cảnh, đều gọi là vạn cảnh, vô số cảnh ở trong đó. Mà trong cảnh vô số cảnh, vô số trong cảnh đó là cũng có vô số pháp ở trong đó, bởi vì cảnh tức là pháp mà. Ta nhìn đảo qua một cái vậy đó là không biết bao nhiêu, là thấy một cái cảnh như thế mà trong đó không biết là bao nhiêu pháp ở trong đó. Vậy thì pháp là gì? Pháp là một hình thức, một hình thái, một biểu hiện của vật chất. Thí dụ núi ra núi, đó là một pháp. Đồi ra đồi là một pháp. Cây giáng hương ra cây giáng hương, cây quỳnh đàn ra cây quỳnh đàn, cây sao cây sến, mỗi cây đều có tên, có dáng vẻ, cái lá khác nhau, cái màu sắc có thể khác nhau. Thế thì mỗi thứ là một pháp. Mỗi thứ nó có cái danh vẻ riêng, nó có cái kích thước riêng, nó có cái màu sắc riêng, nó có cái sự sinh trưởng của nó riêng, làm cho người ta nhìn ra cây đó, cỏ đó, cái nào ra cái nấy nó là nó mà không lẫn lộn lẫn nhau. Ngược lại, bây giờ nói tới động vật cũng vậy. Con voi nó có danh vẻ hình dáng kích thước của con voi, danh vẻ con voi, con cọp, con gấu, con mèo, con nhím, con nai, con trừu, con thỏ, vân vân. Con nào có hình dáng, có kích thước, có của nó, cái dáng vẻ của nó. Thế thì là mỗi thứ cũng là một pháp. Cho tới những cái điều nhỏ nhặt nào đó như cọng cỏ, lá rau, trái ớt, cộng hành, mỗi thứ nhìn người ta nhìn vô nó không lẫn lộn với cái khác, mỗi thứ vậy đó là một pháp. Nhiều pháp vậy cộng lại nhìn tổng quát thành ra cái đó là một cảnh. Vì vậy là cảnh, trong cảnh là có pháp, gộp lại nhiều cái pháp riêng biệt nhìn tổng quát nó thành cảnh. Đó. Thì có gì Phật dạy ly duyên cảnh? Đây là vấn đề đây. Phật dạy mình phải ly duyên cảnh, bởi vì cảnh nó có những cái, ví dụ như sắc,
Nếu chúng ta mà không có tu học mà kỹ lưỡng, đó là sắc nó có thể là cái sắc trần. À, duyên cảnh là cái đó đó. Cảnh tự tử nó không có hề tội lỗi gì, không có xấu xa gì, không có đau khổ, không là nguyên nhân đau khổ cho ai. Phật dạy là chiêu pháp tùng bán lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa ra. Núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà coi chừng, à, nếu mà ta tách riêng nó ra, sắc là thành vật chất đó, có thể là sắc trần đó, nó trở thành ra sắc trần, nó làm cho nhiễm ô cái thấy biết của chúng ta. Nhiễm ô cái thấy là con mắt của ta, nhãn thức của chúng ta, nhãn căn chúng ta, nó rồi nó sinh ra cái nhãn thức, nhìn vô thấy cái sắc đẹp đó mình mê, mình mê, mình tham. Chữ sắc này nó nhiều thứ lắm, từ hẹp tới rộng. Bất cứ một thứ nào ở trước mắt ta thuộc về vật chất mà chúng ta có thể đam mê nó, cho tới cả một con người, hoặc là một vật, hoặc là một hoàn cảnh, thậm chí một đất nước. Nếu mình nhìn bằng con mắt của những nhà chính trị, của những nhà xã hội ha, người ta nhìn thấy một đất nước nào đó mà có tài nguyên đẹp đẽ phong phú, người ta sinh ra cái tâm móng khởi, người ta dùng chế quả tiễn liên lục địa hay là bơm nguyên tử để ta đi chinh phục lấy, cũng là tham sắc đấy, cũng là tham vật chất đấy. Cho nên cái đất nước của người nào đó tài nguyên nhiều, nó làm cho thành sắc trần, làm cho cái đất nước kia, cái ông tổng thống kia, ông vua của nước kia thấy thèm thuồng, tham vọng, muốn cử binh đi đánh để giật, để chiếm đoạt cái đất nước mà nhiều tài nguyên đó. Thế thì là cái chữ sắc đó, từ lớn như một quốc gia, từ nhỏ như là cái nhà lầu, cái biệt thự, miếng ruộng, miếng đất, mặt tiền, miếng ruộng lúa, cái cài lúa trúng, miếng đất ở mặt tiền, thì nó làm cho người ta sinh ra cái tham lam để người ta muốn cướp giật, người ta muốn gây hấn khởi chiến tranh để mà chiếm đoạt từ cái đất nước cho tới cái việc nhỏ. Do vậy cho nên là cái vật chất nó có thành ra là cái từ cái cảnh nó thành ra, người ta nhìn ra nó thành ra một pháp, mà cái cảnh đó, cái pháp đó nó thành ra là một cái thức trần, thành ra sắc có thể là sắc trần đấy. Cho nên cái người tu hành là phải để ý về cảnh. Cái cảnh đó thuộc về vật chất có thể là sắc trần. Rồi cái cảnh mà ca nhạc ha, ca nhạc rồi vui chơi, tổ chức về nghệ sĩ văn nghệ này kia đó, thì tất cả những cái ca là nhạc là đờn là ca hát múa nè, những cái đó nó có thể quyến rũ lắm đó. Cái âm thanh nó quyến rũ lắm đó, lời ca tiếng hát tiếng đàn đó quyến rũ lắm đó, thì cái âm thanh nó thành ra thanh trần đấy. Cái tiếp trần là gì? Nó làm cho mình nhiễm ô, nó nhiễm ô cái lỗ tai, nó nhiễm ô cái con mắt. Cho nên là tôi có những lúc mà tôi hát rồi tùm lum chơi đó, các vị đừng tưởng đâu là tôi hát để cho tôi khoe cái tài năng hát của tôi, không phải đâu. Tôi hát cái đó để tôi ví dụ cho các vị thấy rằng là cái lời hát nào là cái lời hát nó thành ra âm thanh đó, nó thành ra thanh trần. Ngược lại có những lời hát nó làm cho người ta hùng dũng. Ví dụ như nào anh em ta cùng nhau sông pha lên đàn kim nguồn tư sang gì đó, đó hồi nhỏ cũng thuộc về quên hết rồi. Đã để vậy hát cái lời hát đó để làm cho người ta hùng dũng, người ta phấn chí, người ta có thể đi góp phần là yêu nước yêu nội để người ta chống giặc xâm lăng, thí dụ vậy. Ví dụ như hồi nhỏ bây giờ tôi nhớ về mãi chứ tôi không nhớ rõ, cùng nhau ta đi hồng quân, đồng tâm ta điệu bước, đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh,
Một, hai, một, nợ anh em nghèo đâu, liều thân ta đi tới cho thế giới đại đồng tiến lên quân đồng. Đã để vậy, những bài hát đó nó kích động người ta, nó làm cho người ta sôi cái máu nóng lên, người ta nhớ lại cái thù là dân quốc. Người ta là những người tu hành có thể là giải chân đi, khoác áo chiến trường vậy đó, hả, đã để vậy đó, tức là người ta đi lính, ta đi vô bộ đội, mà cái đó có thiệt. Trong lúc mà cách mạng sôi sục đó, có những người tu sĩ Việt Nam có bỏ áo đạo, ta đi khoác áo của người chiến binh, điều đó có thiệt. Ngược lại thì có những người mà nghe những cái nhạc mà quỷ mỹ đó, thì nó đam mê rồi nó lờ đờ ra, rồi nó khởi sinh ra cái dục vọng, rồi yêu bằng cách kia là kêu bằng không sợ cái hậu quả. Người ta gọi là uống nước lã mà yêu đương đó, nó cũng dám nữa, bởi vì cái bản nhạc đó nó mê hồn, nó quyến hoặc mình nhiều quá. Người một chút liều tranh hay quả tiền vàng vậy đó. Một tình yêu này thì đâu có chi lấp biển giá trời, trong khi giống biết không có, tài năng không có, học hiểu không có, trí huệ không có, mà chỉ nghe nói là một tấm liều tranh, một tình yêu này có hai quả tiền vàng thì đâu có khi khó chi lấp biển giá trời, thì cái đó nó nguy hiểm đó. Cho nên thanh nó có thể là thanh trần, nó có thể làm cho người ta phấn chí, hưng khởi, thậm chí là nổi sân để mà liều mình ở trong một cái trận nào đó, chết chóc với ai đó, có thể làm cho người ta quỷ mị yếu đuối. Do vậy mà cái thanh nó có thành là thanh trần, sắc nó thành là sắc trần. Sắc đẹp người ta có quyền thưởng thức, người ta có quyền là thọ dụng để sung sướng, ăn vui được đó chứ. Nhưng mà sắc mà thí dụ như cái sắc của nàng Tô Nương Đắc Kỷ, ở đây mình nghe nha, mình nghe sách vở nói chứ không phải mình thấy, nhưng mà thí dụ cái chuyện đó là người ta tả cái sắc đẹp của Tô Nương Đắc Kỷ là đẹp ghê gớm. Nhìn tới Tô Nương Đắc Kỷ là không ai mà có nỡ giết được. Cho nên là khi mà trong truyện nó tả đó mà, tả là khi mà giết Tô Nương Đắc Kỷ đó, khi mà đem nó xử tử đó, khi mà nhà Châu mà thâu được về nhà Thương rồi đó, đem giết Đắc Kỷ là không ai giết được hết. Vừa đưa gươm ra chém mà thì nó tướng quân ơi, nỡ lòng nào giết thiếp cho đành, là buông gươm hết. Đấy, sắc trần là vậy đó. Bao nhiêu người giết không được, cuối cùng Khương Sử Tử Nha phải mượn cái gươm, gọi là cái gươm lục yểm. Hồi nhỏ tôi nghe chuyện tôi cũng biết vậy, đã gươm lục yểm rồi tự đó Tử Nha, Khương Sử Tử Nha làm lễ xong rồi, cúng dạ lại xong rồi đó. Lục yểm là cái ông đó tên là Lục Yểm, ông có cái gươm đựng trong cái bầu, rồi đặt bàn hương án lên Tử Nha khấn nguyện xong rồi cái dở cái bầu nó ra, cái ở trong có cái gươm nó bay ra, nó chém Đắc Kỷ được, chứ còn không ai chém được. Là tại vì cái gươm lục yểm nó có cái nghĩa là phải đóng bít mắt tai mũi lưỡi thân ý của anh đi, anh đừng có nghe cái tiếng than của Đắc Kỷ, lỗ tai anh đừng nghe cái tiếng than của Đắc Kỷ, cái tiếng mình lạnh lót là êm đẹp của Đắc Kỷ, con mắt anh đừng thấy cái nhan sắc của Đắc Kỷ, lỗ mũi anh đừng có nam nhiễm cái hương của Đắc Kỷ, mắt tai mũi lưỡi thân ý của anh phải đóng bít nó lại đi, thì anh mới là được tự tại, anh không có bị sắc của Đắc Kỷ không làm ra sắc trần. Tiếng gọi não nột bi thương của Đắc Kỷ không thành ra thanh trần. Cái hơi thơ hương của Đắc Kỷ không trở thành hương trần. Do vậy mà cái gươm lục yểm mới chém được Đắc Kỷ. Ôi trời ơi,
truyện Tàu và nó nhiếp con đó. Mà tôi đọc vào năm nay là 6-70 năm rồi đó, mà tôi còn khi mà tôi học Phật rồi là tôi mới nghiệm ra, tôi mới thiền định, tôi mới nhận thức được cái ý tứ hay ho của những người viết truyện, những nhà văn thông minh, họ viết hay lắm chứ không phải là chuyện để chơi không đâu, có ý nghĩa lắm. Do vậy mà Phật dạy ly cảnh là ly dương cảnh là vậy đó. Cái cảnh đó sắc nó có thể làm sắc trần, thanh có thể làm nó làm thành thanh trần, hương trần làm ô nhiễm lỗ mũi các vị xúc pháp. Sáu cái cảnh đối tượng đó các vị có thể bị chết chìm, chết tử tội, thành tử tội gì đó. Thật ra là Phật dạy ly quyển cảnh là vậy đó. Sắc thanh hương vị xuất pháp là sáu cái đối tượng, nó thuộc về phần vật chất. Thành ra nó có thể làm ra cái nguyên nhân đau khổ, thậm chí nó làm ra cái nguyên nhân cho người ta trở thành tai tử tội. Cho nên Phật dạy ly nguyên cảnh là vậy. Tôi nhắc lại là cảnh với pháp nó không phải là khác nhau. Trong một cái cảnh trí nào đó nó có nhiều vô số pháp, bởi vì pháp là mỗi thứ nó có cái tính độc lập riêng biệt của nó. Thành ra vậy đó. Rồi đó là tôi nói về sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Nó có thể biến ra thành sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và pháp trần. Do vậy cho nên phải đề cao cảnh giác trên bước đường tu tập của chúng ta, phải tập. Hãy nhìn những cái cảnh đó. Nhìn cảnh đó, không rời cảnh giác đề cao đối với lục căn của mình. Lục căn của mình có thể đắm đuối, có thể là truy lạc, có thể bị nó nhận chìm, sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ đối với cảnh. Bởi vì sáu cảnh, lục cảnh nó có thể thành lục trần đây. Do vậy mà cái cách tu á, tôi đề xuất cái này các vị mà để ý thử coi thôi, chứ không phải ai làm cũng được, và không phải hoàn cảnh nào mọi người đều có thể làm được hết, không phải vậy. Muốn làm là phải phát bồ đề tâm, phát cái tâm. Tâm bồ đề là tâm gì? Đó là cái tâm mà hướng về giác ngộ, hướng về giải thoát, tức là phải phát cái tâm hướng về bồ đề và niết bàn. Chứ mình không có phát bồ đề tâm là mình không đi nổi đâu. Trong kinh Phật dạy là cái chữ phát bồ đề tâm nó quan trọng đó. Phát cái tâm, tâm bồ đề là tâm gì? Là cái tâm đó mình phải hướng về giải thoát, hướng về giác ngộ và giải thoát. Chữ bồ đề là giác ngộ, là Phật quả. Cái tâm mình muốn thành Phật, muốn đi theo con đường của Phật để giác ngộ chân lý như Đức Phật, gọi là tâm bồ đề. Mà con người mà muốn có được niết bàn là phải phát cái tâm bồ đề trước. Bồ đề là giác ngộ, mà niết bàn là giải thoát.
Mà trong kinh người ta không có dạy ai phát cái tâm, phát cái tâm niết bàn hết. Ta dạy mọi người muốn tu hành là phải bắt đầu phải phát tâm bồ đề, chứ trên ta không dạy là người tu hành bắt đầu phải phát cái tâm niết bàn, không có. Lý do tại sao? Cho nên là chúng ta học Phật rồi chúng ta thấy cái triết lý của đạo Phật nó hay lắm. Nó chứng minh. Nó chứng minh nghĩa là rất là chặt chẽ, chứ không phải là muốn nói sao nói, rồi muốn tin sao tin, không phải vậy. Đạo Phật ta khuyên các vị là đệ tử Phật phải phát cái tâm Bồ Đề trước. Là vì tâm Bồ Đề là cái tâm đó là mình muốn tìm hiểu chân lý, muốn nhận thức chân lý, muốn tư duy quán niệm về chân lý, để tìm hiểu chân lý, để nhận thức chân lý. Thế thì là muốn phát cái tâm Bồ Đề là con người nó phải tu tập trí tuệ. Có trí tuệ, vận dụng trí tuệ mình nhận thức chân lý. Nhận thức chân lý, thấy được cái lẽ phải, thấy được cái lẽ đúng, thấy được cái lẽ tốt, lấy. À, rồi dùng cái trí tuệ đó mà thấy được cái đó là không đúng, cái đó là sai, cái đó là không có sự thật, bỏ. Đấy, thế thì cái tâm Bồ Đề là cái tâm đó đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái vấn đề mà tôi nói hồi nãy đó. Cái chuyện mình thấy rất dễ là cái thứ nhà minh khí, cái nhà lầu rồi làm xe hơi, rồi làm con người để đốt cúng cho ông bà cha mẹ ở trong cái cảnh giới âm u minh nào đó, chữ minh là u minh á, ở trong cái giới u minh nào đó, rồi mình đốt tiền để cho ông bà cha mẹ xài. Mà tiền thì tiền giả tiền giống, đốt nhà không có đốt đất. Vậy mà mình nghe được. Nghe được như vậy có nghĩa là mình không có sử dụng trí tuệ. Mình nói người ta ngu, mình nói mấy người đó ngu thì mình không dám nói à. Bởi vì người ta có quyền tự do tin tưởng, mình không dám nói người ta ngu đâu. Nhưng mà cái đó rõ ràng là không có trí tuệ. Đốt nhà mà không đốt đất thì dẫn ở đâu, xây ở đâu? Mà nhà bây giờ ở Đà Lạt, cái đất cái vùng Đà Lạt đó là ai muốn mua đất mà cất biệt thự là phải từ 200 thước trở lên. Còn tốt nhất là phải từ 400 đến 600 thước rồi mới cho cất một cái biệt thự. Chứ còn dưới 200 thước rồi người ta không cho cất biệt thự. Mình làm cái nhà nhỏ mình ở chứ cất biệt thự không được. Ta không cho. Ấy thế mà mình bây giờ mình đốt cái nhà lầu có tầng đàng hoàng mà không có đốt đất. Vậy mà mình đốt cho ông bà cha mẹ mình ở rồi làm sao đây? Tiền thì không có tiền bảo chứng, không có hàng hóa bảo chứng. Lấy gì ông bà cha mẹ mình xài cái tiền đó mà không bị ở tù, không bị khổ sao? Vậy mà mình không chịu hiểu thì còn nói gì nữa? Cho nên là học đạo Phật là phải phát cái tâm Bồ Đề, nghĩa là phải dựa vào trí tuệ để nhận thức chân lý, để giác ngộ chân lý. Mà khi mà đã nhận thức chân lý, giác ngộ chân lý rồi là cái người này tự không làm những điều sai trái. Thân nghiệp không làm điều sai trái, khẩu nghiệp không nói điều sai trái, ý nghiệp không nghĩ điều sai trái. Mà không nghĩ, không nói, không làm sai trái thì người này hoàn toàn là thanh tịnh, là trong sáng. Thế thì là người này có an vui, có thanh tịnh, có giải pháp của an vui. Nó giống như là một người mà hoàn toàn không có tham lam thì không có bị công an cảnh sát bắt bớ bao giờ. Vì người ta biết rằng là tham lam dục vọng mà chiếm đoạt của cả người khác là trái như luật pháp, như hiến pháp. Cho nên người ta không làm những điều sai trái như luật pháp, như hiến pháp thì người ta không bị luật pháp rầy ra người ta bao giờ. Thì người ta sướng chứ sao. Còn cái người mà không biết gì luật pháp, không biết gì hiến pháp, không biết cái nào là lẽ phải, đụng đâu ăn quỵt đó, đụng đâu cướp giật đó, đụng đâu phá tán đó trong xã hội thì luôn luôn là bị cảnh sát, bị công an, bị luật pháp trừng trị chứ sao. Còn người đàng hoàng, người ta tốt hết trơn mọi việc trong xã hội thì có là gì bằng luật pháp, về bằng cảnh sát, công an đâu phải đụng. Thế thì là cái Bồ Đề nó cũng vậy.
Cái Bồ Đề là nó bồi dưỡng trí tuệ cho con người. Khi mà con người có đầy đủ trí tuệ rồi thì không thân miệng ý không làm điều sai trái. Mà không làm điều sai trái thì con người đó là con người tự do, con người hạnh phúc. Cho nên là Bồ Đề đi trước. Mà nó đi trước thì thật là song song. Hễ có Bồ Đề là có Niết Bàn. Giống như là hễ không làm sai thì ngay lúc không làm sai đó đã có sự sung sướng, không bị luật pháp thế này. Nó vậy đó. Cho nên có Bồ Đề thì mới có được Niết Bàn. Bồ Đề và Niết Bàn không rời xa nhau được. Nhưng mà cái mà theo ngôn từ và khái niệm mình nhận thức là phải có Bồ Đề thì mới có Niết Bàn. Không có Bồ Đề thì không có Niết Bàn. Có giác ngộ thì mới có giải thoát. Không có giác ngộ thì mình sẽ bị thân khẩu ý và mọi thứ vô minh phiền não nó ràng buộc mình. Do vậy mà phải phát cái tâm Bồ Đề là cái chỗ đó. Cho nên là khi mà phát tâm Bồ Đề rồi, nó có trí tuệ rồi đó, thì Phật dạy rằng là trên bước đường tu tập á, chúng ta phải ly ra nè. Ly á, bắt đầu là cái cách ly này là mình phải vận dụng cách ly nè. Mình phải dùng cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó gọi là tâm chứ cũng thật là quyển tâm thôi. Gọi là tâm chứ kỳ thật là quyển tâm nha. Bởi vì kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy rằng tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai cũng không tìm đâu cho có. À, cho nên là cái người đệ tử Phật là phải lấy huyễn tâm, dùng cái huyễn tâm để mà ly cái huyễn cảnh. À, phải tập ly à. Tập ly à nha. Tu sơ thiền, bắt đầu tu sơ thiền cũng phải tập ly mà nó có ra cái hỷ lạc. Bước lên thiền thứ hai là phải tu định mà nó mới sinh ra cái hỷ lạc. Thì cái sơ thiền là đã phải bắt đầu ly rồi đó. Dùng huyễn tâm để ly huyễn cảnh. Ly huyễn cảnh là ly cái gì? Ly sắc, đừng để cho sắc nó thành sắc trần. Ly thanh, đừng để cho thanh nó thành thanh trần. Ly hương, đừng để cho các cái mùi hương nó thành hương trần. Ly vị, ly xúc, ly pháp, đừng để cho vị, đừng để cho xúc, đừng để cho pháp nó thành ra xúc trần, pháp trần. Đây, tập ly đó là thành đã dùng quyển tâm để ly quyển cảnh. Quyển cảnh là gì? Quyển cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái cảnh đó. Tự tánh của sáu cảnh đó không hề là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Vậy mà nếu chúng ta không biết sử dụng cái tâm của chúng ta để mà ly, thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cảnh đó nó thành ra sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Nó là sợi dây ràng buộc, nó là cái còng, nó là cái cung, nó trói trần, nó bao quấn, nó làm cho con người đau khổ, thậm chí thành tử tội cũng có. Đó, cho nên dùng quyển tâm để ly quyển cảnh. Cảnh cũng quyển, nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ánh như lọ, diễn như điện. Thế thì cảnh là quyển đó, mà tâm của chúng ta cũng là quyển thôi. Cho nên trên bước đường tu tập là phải dùng quyển tâm để ly quyển cảnh. Rồi bước thứ hai á, mình dùng cái tâm mà mình ly đó là mình còn bị kẹt đó nha. Bước thứ hai là phải dùng quyển trí để ly cái quyển tâm. À, chứ mình đam mê, mình chấp cái tâm của mình là mình dướng, mình bị cái đó nó trói buộc mình đó. Mình tưởng tượng rằng là mình giữ gìn cái tâm, cho nên có nhiều người nói, ôi tôi giờ tôi không có tu gì nhiều quá, tôi tu tâm mà. Trời Phật ơi,
Tâm là cái gì mấy người biết không? Mà mấy người nói mấy người tu tâm, tôi xin lỗi là tôi nghe cái đó tôi mệt quá, không hề biết cái gì về tâm hết á. Mà nhắc nhở tôi anh nói thôi tôi giờ tôi không tu, giờ tôi không biết là tôi không làm gì hơn được, tôi tu tâm mà đâu có đơn giản đâu. Tu tâm là cũng phải học như thế nào, rồi phải tham thiền như thế nào, quán chiếu như thế nào, anh mới biết được tâm anh là cái gì. Chứ tâm anh đâu mà anh tu, nó đâu phải là như là cái củ cải đâu mà nó dính cái bùn đất anh đâu, anh đem ra anh rửa cho nó sạch. Nó đâu phải là như cái bát dơ đâu mà anh đem anh rửa cho nó hết sạch. Cho nên cái đó phải coi chừng. Vì vậy mà Phật tử phải quy tâm bảo là vậy đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải nhờ những vị sư người ta, ta nghiên cứu, ta học hành, người ta có tu tập, người ta có thực nghiệm, người ta hướng dẫn cho mình. Chứ nói khuyên nhắc nhở phát bồ đề tâm tu hành đó, thôi dạ thưa tôi về hoàn cảnh tôi giờ tôi chỉ cần tu tâm thôi. Tâm ở đâu mà tu? Có chừng. Thành ra là cái bước đầu là phải dùng quyển tâm để ly quyển cảnh, bước thứ hai là dùng quyển trí để ly quyển tâm. À, chứ đừng bảo vệ chấp thủ cái tâm là không được đó nha, là sai lầm đó. Thành ra phải dùng cái trí nhiều quyển, trí cũng là nhiều quyển thôi. Dùng quyển trí để ly quyển tâm là bước thứ hai. Bước thứ ba ta cứ dùng quyển không để ly quyển trí, cho mình còn chấp, mình còn có cái trí để mình làm cái chủ thể, để mình quán cái tâm kia là cái đối tượng ha. Vậy là có năng quán, sở quán, có chủ thể, có đối tượng là còn vướng mắc. Đi tới cái chỗ vậy là đó, đạo Phật đi tới cái chỗ vậy là. Thì bước thứ hai là dùng quyển trí để ly quyển tâm. Rồi dùng quyển trí rồi, vậy là còn chấp cái trí. Trong khi đó kinh Bát Nhã dạy rằng là vô trí diệt vô năng. Trên bước đường tu mà anh còn thấy anh có cái trí, anh là người tu để anh cầu mong cái quả niết bàn, cái bồ đề nào đó, cái pháp của anh tu, là anh còn vướng rồi. Cho nên vô trí diệt vô năng, phải dùng ở đây phải dùng quyển trí để mình ly cái quyển không. Ly quyển trí, ly quyển tâm, rồi dùng quyển không để ly quyển trí, dùng cái quyển không để ly quyển trí. Nghĩa là mình thấy tất cả hiện tượng vạn pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, không còn cái gì hết. À, phải tư duy để quán chiếu như vậy để mà ly cái trí mà mình còn chấp mắc kia. Cho nên dùng quyển không để ly quyển trí. Thì dùng quyển không để ly quyển trí rồi thì tới chừng cái cấp đỉnh cao của nó đó là hữu vi pháp. Mình phải thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, à như cảnh trong chim bao, như bọt bong bóng của sóng của nước, như sóng ngoài bong bóng bọt của nước, gọi là như bào, như cái bóng của một cái cây cổ thụ nó chiếu xuống như ruộng, như giường vậy đó, như mùa sương vậy đó, như điện chớp vậy đó, có thật. Thế thì là dùng cái quyển không ha, để mà xa rời cái, để ly cái quyển trí. Được như vậy rồi thì cuối cùng rồi là cái bằng ly mà không có thấy mình ly, cái bằng vô sở ly. Mình ly mà không thấy ly, tức là năng sở song vong. Cái trí của mình ly cũng không còn thấy ly, dù là cái trí gọi là quyển không cũng không còn chấp cái không. Đó cái chỗ cao à, chỗ khó nghe khó hiểu đó. Do vậy cho nên là tu tập là tôi nhắc Phật tử gần xa phải để ý mà văn như tư, tư như tu, phải học tham thiền, phải học quán chiếu trên bước đường tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới thành tựu được lớn lao và thực tế vô cùng trong cuộc sống.
Bằng không là chúng ta hoang đường ảo tưởng, mê tín dị đoan hoài thì chúng ta giống như tu vậy mà không có được gì hết trơn. Rồi nói sao đạo Phật tu có linh chứ hay lắm đó. Nói linh thì không phải linh, nhưng mà nó rất vô cùng là thực, thực tiễn. Là có giác ngộ thì có giải thoát ngay trong cuộc sống. Hết giờ, xin ngừng ở đây. Hy vọng rằng là các Phật tử để ý mà nghe, quên lấy ý mà quên lời. Bởi vì tôi nói có nhiều khi có những cái ngôn từ mà các vị nghe không có bằng lòng, không có vừa lỗ tai, nó mạnh bạo, thậm chí nó thô tháo, thí dụ vậy. Nhưng mà người ta, người cái người mà biết sử dụng, người ta ta dùng cái vỏ, cái vỏ có khi cái vỏ rách, nó sơ sát sần sùi mà trong đó có vàng, thì người ta vì vàng mà ta xách vỏ. Tại vì vàng mà ta xách vỏ đó. Cái bao ni lông đó nó không được sạch lắm, nhưng mà ở trong đó nó có kim cương, nó có đồ quý, người ta vì cái đồ quý mà ta phải xách cái túi ni lông đã để vậy. Cho nên các vị hãy lấy ý mà quên lại đi. Chứ còn tôi thì tôi cũng không phải là yêu cầu các vị phải nghe tôi đâu. Chẳng qua là vai trò nhiệm vụ mà cái thấy biết của những người mà có mà đi trước các bạn, thì nhắc nhở cho những bậc hậu tiến sau này, tuổi trẻ, trong đó có hàng tăng ni trẻ, trong đó có hàng Phật tử mới phát tâm. Xin chào và chúc các vị Bồ Đề tâm kiên cố. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Những ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt lìm theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa an phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đá xanh mồ. Đời người là một hợp thế,
nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Những ánh dương ban mai vừa ló dạng cũng tắt lì theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa án phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh buồn. Cõi tạm thân con người luôn tựa áng phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này.